Hello, ok các bạn, đây là một cái bài tiếp theo của cái phần nền tảng tiếng Trung. Mà trong cái nền tảng tiếng Trung thì cái bài này chúng ta sẽ sơ lược thôi. Và khi chúng ta vào sách thì chúng ta sẽ học nhiều. Bởi vì các bạn biết là cái giáo trình mà Lộc chia sẻ các bạn đây là chủ yếu là lấy kiến thức để nói thôi. Chứ còn mình không chia sẻ cách viết, bởi vì thực ra cái tiếng Trung là cái ngôn ngữ Trung Quốc. Cái chữ viết của họ là cái chữ vẽ mình cũng thích học lắm, nên là cái phần phát âm và chính là cái phần này sẽ là phần quan trọng nhất trong tất cả những gì mình chia sẻ trên internet, trên kênh YouTube của mình. Thì phần học tiếng Trung này chúng ta sẽ học về thanh mẫu thôi. Cái video này chỉ nói về thanh mẫu thôi. Thanh mẫu thì cũng đủ cho các bạn đau đầu rồi. Chúng ta sẽ có tới 21 phụ âm trong tiếng Trung. 21 phụ âm này sẽ gồm 18 phụ âm đơn và 3 phụ âm kép thôi. 3 phụ âm kép thì còn lại các phụ âm không chính thức là y dài và w, để khi mà ví dụ ta không bao giờ viết cái y ngắn này này đứng một mình, mà ta viết mới với y ngắn ấy thì ta phải viết có chữ y dài đằng trước, nó lại như vậy nó bị hơi biến một tí. Thì chúng ta cũng có thể coi là 23 phụ âm đi, hiểu chưa, để cho nó dễ hiểu. Đây còn không thì chính xác thì chỉ có 21 thôi. Còn y và v kép thì các bạn có thể hiểu là nó ghép vào với y ngắn và v kép ghép vào u ngắn. Rồi thì cái này thì mình đánh mình soạn vào cái PowerPoint của mình, nhưng mà nó sẽ không thật tốt nhất nếu như mà mình soạn vào PowerPoint của mình, nó sẽ không có phần phát âm này cho các bạn. Thì mình sẽ dùng cái web này ở đây luôn. Cái web này thì mình làm như thế này thì là đang thống kê lại của họ, và mình xin giới thiệu với các bạn và mình chia sẻ luôn, giúp ích cho họ luôn. Đây là tôi học tiếng Trung là .com, đây trang web của họ, và bài viết là thanh mẫu tiếng Trung, và chúng ta sẽ học cái bài này. Thì là Lộc đỡ phải soạn lại để mà nó nhanh chóng cho Lộc, hoặc nhanh chóng cho các bạn, bởi vì là cái kiến thức này nó quan trọng là cái phần Bua phát phát âm này. Đấy bua đấy, bạn thấy chưa, đây nhá, chúng ta sẽ có những cái âm này p p m p này, đúng không, là DT này, là D D T L L này, G K H G P X, đúng không? À, ta có âm Z, âm C, âm SC, đúng không? Còn âm phụ âm đôi chúng ta sẽ có là ZH, CH và SH, đúng không? Đây chữ L cong lưỡi nha. Ok. Thì chúng ta sẽ điểm qua một số cách đọc phát âm như thế này. Thì khi nào chúng ta vào sách hay là như nào thì nó vẫn nhắc lại cho các bạn, thì cái đây là cái bài lướt qua thôi, bạn là lướt qua để khi các bạn vào sách nó không bị bỡ ngỡ, không bị cái gì cũng mới quá, cái gì cũng không biết thì các bạn sẽ bị nặng tải, các bạn sẽ không học được cái kiến thức chính của trong sách ấy. Thì cái này phải có cái nền tảng này để các bạn vào học nó mới nhẹ được, bạn đồng ý với mình không nhỉ? Vì các bạn mà cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, vào sách cái gì cũng 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 phải học thì nó quá nhiều thứ thì các bạn sẽ bị nặng. Chúng ta sẽ chia cái tiếng Trung này đấy, sẽ đây các bạn nhìn đây. Ở đây nó sẽ chơi đến là 6 nhóm âm nhá. 6 nhóm âm thì chúng ta sẽ có âm đầu tiên là âm môi. Âm môi tức là hơi bật là môi và âm thanh cũng nhẹ nhàng. Đấy. Thì chúng ta cứ phân biệt như vậy thì đó chính là bốn âm P, T, M, F, đúng không ạ? Đây. Đấy, âm môi chính là cái dòng đầu tiên, hàng ngang đầu tiên của cái bảng. Rồi chúng ta sẽ nghe cách đọc của người Trung, người ta đọc như nào nhé. Bua Đấy, pua pua đúng không ạ, pua ua ua nhá, chúng ta sẽ ghép phần ua ua vào đây đọc là pua, kiểu như chúng ta đọc cái từ bờ đấy, ơ huyền bờ đấy đúng không ạ, bờ ơ huyền bờ, chúng ta cũng phải ghép với âm ơ huyền bờ vào để đọc tiếng Việt, chứ chữ b hoặc là đọc là b thì nó phải ghép chữ e vào đúng không ạ. Chúng ta cũng không thể nào để nó đứng một mình được, tiếng Trung vậy chúng ta phải ghép với ua ua vào đấy, bua pua đúng không ạ. Thì cái các bạn thấy là cái chữ B này đấy, thì nếu như các bạn đọc giống y chữ bờ Việt Nam thì cũng được, giống y chữ bờ Việt Nam, bua bua bờ bua bờ bua đúng không ạ, bờ bua hay là bờ búa đấy, đấy các bạn có thể đọc như vậy, bua đấy như vậy. Nhưng mà ở đây thì nó hơi lái sang cái chữ P một tí, lái P một tí, lái sang chữ P. Thế thì cái chữ P bên dưới lại khác nhau ở chỗ nào? Thua. Đấy, thua cái khác nhau mỗi cái là cái chữ P này nó phát âm gió, nó có là âm bật hơi, có tí gió ra mạnh hơn một chút, đây là không bật hơi đấy. Cái b, cái chữ b thì là không bật hơi, còn cái chữ p thì nó bật hơi. Một cái này Thua. pua Thua. pua đúng không ạ, đấy pua. Một cái này, cái này là pua pua đấy, nó như thế.
Thì các bạn không ấy được, các bạn cứ đọc là pua, nếu mà giao tiếp nhiều thì đoạn chung họ vẫn hiểu hết. Người chung họ vẫn hiểu hết. Thôi chúng ta sẽ tiếp theo mở nha. Mua. Mua, mở mua. 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 Mua, ok. Phô. Phua. Đấy, chữ F này đọc giống như chữ phở Việt Nam, mà chúng ta có đọc là F của tiếng Anh đi, đọc chữ phở. F tiếng Anh. Bạn nào học tiếng Anh rồi thì cái âm này phát rất dễ thôi. Phô. Phua. Tiếng Anh thì cái âm này nó phát bằng mũi, nhưng mà tiếng Trung này nó phát bằng răng. Bạn nhớ nó vẫn là chữ chữ F đấy, phở đây, nhưng mà tiếng Anh là mũi. Như là fan, nó đọc là fan, friend, không đọc là fan đúng không? Mà đọc là friend. Đấy, thì cái này là nên thì tiếng Trung nó sẽ đọc là fan. Đấy, nó phát âm từ từ răng. Đấy. Đấy, nó gọi là âm môi mà. Các bạn nhớ nhé. Chúng ta sẽ luyện tập từng âm một một lần. Pua. 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 Mua. Mua. Phua. Phua. Ok. Tiếp theo là âm đầu lưỡi. Âm đầu lưỡi thì chúng ta sẽ cảm thấy là âm này sẽ giống như là tiếng Anh ấy, mà khi họ nói cái gì họ cũng đưa lưỡi lên. Đấy, xong họ chặn lại để cho âm này nó đẩy ra cả mũi cả lưỡi thì nó sẽ bị như vậy. Nên là như vậy thì ta sẽ có từ từ T trong tiếng ta có chữ D, phụ âm D, phụ âm R trong tiếng Anh này, đọc là tờ trong tiếng Việt. Phụ âm tờ thì đọc là thờ trong tiếng Việt. Đấy, còn N thì đọc vẫn là N. Đấy, còn chữ L cao thì cũng đọc gần giống như L cao tiếng Việt. Đó khá là dễ đúng không ạ? Và âm đầu lưỡi này khá là dễ với chúng ta. Tưa. Tưa đúng không ạ? Tưa ghép phần ưa nhá, ghép phần tưa ở ưa. Cái bên trên ta ghép phần ua đúng không ạ? Phần ua là pua, pua, mua, phua đúng không ạ? Còn bên này bên dưới này ta phải ghép phần ưa nhá, phần ưa. Ta đọc là tưa, tờ tưa đúng không ạ? Tưa nhưng mà không bật hơi nhá, nhẹ nhàng thôi. Tưa. Tưa nhẹ nhàng nó không bật hơi. Thưa. Thưa, thưa thực ra nó là chữ T bật hơi thôi, nhưng mà ta đọc thành chữ thở đi cho nó dễ đọc với người Việt chúng ta. Thưa đúng không ạ? Thưa đọc thế luôn. Nơ. Nưa nở nhẹ luôn, nưa nở nhẹ dễ dàng. Lơ. Lơ lờ cao quá dễ dàng đúng không ạ? Ta sẽ nói một lần nữa. Lơ. Thưa, Thưa. thưa, Nơ. nưa, Lơ. lơ lờ cao. Ok, tiếp theo ta sẽ nhóm thứ ba âm gốc lưỡi. Gốc lưỡi tức là nó gần cổ họng đúng không? Chúng ta hiểu như vậy đi, nó dễ đi. Thì cái chữ G này có lúc có đọc là chữ C trong tiếng Việt, có lúc lại đọc chữ K trong tiếng Việt. Nhưng quy là các bạn nào không nhớ thì các bạn cứ nghe người khác nói trước, mình nói sau, thế thôi, nó dễ, được chưa? Thế còn chữ K đọc thành chữ khờ. Ta có chữ T, T đọc chữ thờ, chữ K đọc chữ khờ. Còn chữ H ấy, thì nó lại vừa giống chữ hờ mà vừa giống chữ khờ. Đấy, nó là nửa nửa như vậy. Nhưng mà để cho dễ đọc thì các bạn cứ đọc là chữ hờ hẳn. Nhưng mà họ đọc chữ hờ hẳn thì có những người Trung Quốc người ta hiểu, có những người Trung người ta không hiểu đâu. Nên là các bạn cố gắng tập một chút nha. Nhưng mà trước mắt thì mới học thì các bạn cứ đọc thành chữ h h hờ cho mình. Đấy. Rồi sau này các bạn nghe nhiều, luyện nghe nhiều thì các bạn sẽ làm được, như nói được như người ta thôi, bắt chước được thôi. Cưa. Cưa nó là C nhá. Cưa, cưa à. Cưa. Khưa à. Cưa. Khưa đúng không ạ? Khưa bật hơi rất mạnh đúng không ạ? Bật hơi rất mạnh từ cổ họng. Cưa. Khưa nó khác với chữ G, chữ G thì không bật hơi và nhẹ nhàng hơn đúng không? Một thằng mạnh một thằng nhẹ. Cưa. Khưa đấy, nó lại nửa hát nửa hờ. Cưa. Khưa đấy, các bạn cứ luyện luyện như thế này, cứ hình tượng nó như thế. Cưa. Khưa. Cưa. Khưa. Cưa. Khưa. Đấy, mình khuyến khích các bạn nên xem lại cái video này 2 lần và chép lại những gì các bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình, chép lại nhé, chép vào vở. Cái này thì trong sách, trong vở các bạn phải chép bằng tay ấy, chép bằng tay vào giấy vào vở một lần trong cuộc đời, bạn phải làm chép bằng tay một lần để cái não của bạn nó có một cái sự ghi nhớ đầy trọn. Rồi sau này các bạn vứt cái tờ đấy đi cũng được, chả sao cả, nhưng mà các bạn phải nên làm một lần là chép lại thì cái não của bạn nó được thực hành bằng tay. Sang nhóm 4 thì chúng ta sẽ có âm mặt lưỡi. Âm mặt lưỡi thì tức là đấy, nó ở trên mặt lưỡi. Nói như vậy nó khó thôi. Các bạn cứ đọc này, chữ G này, các bạn đọc cái chữ CH, chữ chờ, thấy chưa? Đấy. Chữ Q, các bạn này đọc cái chữ chờ nhưng mà bật hơi. Đấy, chữ chờ bật hơi. Còn cái chữ G là đọc không bật hơi. Đấy, đọc dễ thôi. Còn chữ X là đọc xuống giống y hệt chữ X của Việt Nam, X gì Việt Nam. Đấy thôi. Các bạn nào học cho nó dễ nhá.
Sau này chung quy là ngôn ngữ ta bắt chước thôi, còn cái này nó chỉ là cố gắng để các bạn có thể hình tượng được nó như thế nào thôi, còn sau này các bạn nghe các bạn bắt chước. Rồi ta sẽ phát âm này. Chi. Chi đúng không ạ? Chi nhẹ nhàng á, chi như người yêu của mình tên Chi vậy. Chi. Chi như Thủy Chi vậy, nghe thích nhỉ? Chi. Chi mạnh hơn nữa, chi cái này mất đi cái vẻ đẹp của từ chi rồi, nó cũng như chi này. Đấy, nó rất là không hay lắm. Chi. Chi à. Chi. Chi đúng không ạ? Chi nhẹ nhàng. Chi. Chi Chi. chi Chi. chi Chi. chi ok. Tiếp theo ta sẽ đến nhóm ở âm đầu lưỡi trước. Nghe cái từ âm đầu lưỡi trước nào nhỉ? Các bạn thấy cái nhóm này có bốn từ, bốn từ là Z, C, F và R, những cái âm khó đọc nhất trong tiếng Việt tiếng Anh. Ở đây ta sẽ có chữ Z này đọc là chờ. Chờ này sẽ thiên về cái chữ chờ lặng đấy, và đưa lưỡi ra phía trước chặn vảy răng. Ta sẽ đọc là chờ. Z. Ta đọc là chư 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 ấy, chư đọc là hơi cong lưỡi, cảm giác như là đọc sẽ chờ của Việt Nam. Z. Sư ở đây đọc thiên về chữ x đấy, chữ này vẫn là chữ chờ nhưng mà nó thiên về chữ x. Z. Gọi là chư chư chư, nó khó đấy các bạn ạ, nó không phải dễ đâu, nên là bốn âm này nhóm năm này hơi khó. Z. Sư Z. sư Z. chư Z. chư ok. Chữ S và chữ R thì dễ rồi, Z. chư đấy nó gần giống như chữ S của Việt Nam đấy. Chung quy ở đây nó có viết thêm một cái này à, sẽ có một số bạn nghe không rõ chữ C và chữ S thì hãy mở âm lượng lớn lên đấy. Thì thực ra thì sau này các bạn luyện được hết nha, và giáo trình các bạn sẽ ấy này. Z. R R là dễ rồi đúng không ạ? R Z. đấy, chúng ta sẽ cùng nhau nghe này. Z. Chư Z. sư Z. chư đấy, các bạn cứ còng lưỡi này, sư như Việt Nam rồi, sư chọc này. Z. Dư đấy là R. Ok, tiếp theo ta sẽ có âm phụ kép, nhóm 6 âm phụ kép là cuối cùng của bài này. Ta sẽ có chữ ZH sẽ đọc là chữ chờ nặng. Đây mới là chữ chờ thật sự này. Đấy, còn cái chữ chờ của chữ này nó vẫn là chữ dư. Đấy, nó như là chữ dư này, nó vẫn chưa là phải là cong lưỡi hẳn dư. Đấy. Còn cái này nó sẽ là chờ hẳn chư, là chư luôn. Chi. Đấy, chư nó rất là mạnh mẽ. Đấy, chư chư rất là mạnh như châu vậy. Đấy. Chi. Chư như châu. Đấy. Chi. Chư đúng không ạ? Chư này bật hơi. Bật hơi thì cảm giác cái âm nó bị mềm lên tí đúng không ạ? Chư. Chi. Đấy, chư, đấy, âm nó bị hơi nó làm nhẹ nhàng, chư. Chi. Chư rất mạnh đúng không? SH rất mạnh. Chư rất mạnh. Bạn Chi. nào mà học tiếng Anh rồi thì cái ba cái âm này bạn phát âm rất dễ. Chư. Chi. Chư, đấy. Rồi. Một lần nữa. Chi. Chư. Chi. Chư. Chi. Chư. Ok, ở đây thì ta sẽ có cái phần luyện nghe mà họ cung cấp cho ta à, chắc là lấy trong một cuốn sách nào đó ra thôi. Thì đây là ta sẽ có tất cả các phụ âm. Đấy, chúng ta sẽ đọc vào đây nhé. Ba. Pa Bo. Bua Hơ. Hưa Hưa nhé. Bo. Bua Pa. Pa Po. Pua Nơ. Nưa Mua. Mua Ma. mà Mua. mua Tơ. tưa Bo. bua Pha. pha Phô. phưa Khơ. khưa Phô. pua Bay. bay Bay. bay Pau. pau Pau. pau Mai. mai Mây. mây Hau. khâu Hâu. khâu Cây. cai Cây. cây Khâu. khâu Khâu. khâu Khai. khai
khi khi câu 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 khô. Ok, à, bài này sẽ kết thúc ở đây. Các bạn đừng nghĩ rằng cái này nó quá khó nhé. Nó cũng dễ thôi, dễ như các bạn lại đánh phần bằng chữ cái tiếng Việt thôi. Nó không có gì khó cả, chỉ là bây giờ nó mới thì các bạn cảm thấy nó lạ và nó khó thôi. À, đơn giản là khi các bạn học vào giáo trình mới lập thì tất cả sẽ được làm lại, sẽ được học lại, sẽ được nhắc nhở lại, sẽ được lặp đi lặp lại, sẽ được sử dụng, sẽ được luyện tập nhiều lần. Các bạn sẽ thấy rồi, à nó cũng dễ như các ngôn ngữ khác ta đã học trên đời thôi. Không có gì khó cả, đừng nghĩ nó khó và bỏ cuộc nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.